Hi, thân mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bài học từ sách. Đã đến giờ phát triển bản thân. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lời tiên tri sấm truyền của nhà tiên tri Vanga. Tất cả những bí ẩn và thắc mắc vận mệnh tiên tri về số phận loài người và vũ trụ đã được Anna Magiani tổng hợp lại qua cuốn sách được ưa chuộng trên toàn thế giới mang tên Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí. Rất nhiều trong đó nằm ngoài sự hiểu biết của loài người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu có người tiên đoán được tương lai, thì có nghĩa là tương lai ấy đã tồn tại ở nơi nào đó dưới số phận của một người cụ thể, một quốc gia hoặc toàn thế giới. Nếu đúng như vậy, tương lai đó có thể thay đổi được không? Có thể tự học cách đoán trước mọi việc trong tương lai không? Nhà tiên tri Vanga sẽ truyền tới bạn thông điệp từ vũ trụ và linh hồn để giải đáp những trăn trở ấy. Cuốn sách dựa trên lời tiên tri và chỉ dẫn của Vanga, cùng với sự so sánh kết hợp với triết thuyết cổ Agni Yoga. Từ đó tác giả đã dựng lên bức tranh tương đối đầy đủ và quan trọng mà không nhiều người biết về thế giới này. Cuốn sách đi từ những ý tưởng đơn giản đến phức tạp, từ những câu chuyện gần gũi hàng ngày đến quy luật tổng quan vũ trụ, nối kết lý thuyết sách vở với thực tế cuộc sống. Từng trang văn đều chứa đựng những bài học quý giá về triết lý thế giới. Đọc sách không chỉ là để tăng cường hiểu biết mà còn để hiểu rõ và trân trọng giá trị cuộc sống hiện tại. Bí ẩn vũ trụ được hé mở, và tôi tin chúng ta đều học được nhiều bài học từ lời tiên tri của Vanga. Điều huyền bí 1. Cuộc sống không chỉ giới hạn ở thế giới vật chất. Đã có biết bao nhiêu cuốn sách được viết ra, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời dứt khoát nếu không hiểu rõ và thừa nhận sự tồn tại của một thế giới tâm linh là thiên đường và một thế giới vật chất là trần gian và đấng tối cao sáng tạo ra chúng ta. Vanga đã nhiều lần khẳng định rằng tồn tại một thế giới tâm linh khác song song với thế giới vật chất hiện hữu của con người. Đấy là thế giới của những linh hồn đã khuất, của các đấng thần thánh và lực lượng siêu nhiên. Cha Thiên Thượng đã gửi loài người xuống thế gian để hiện hữu bằng xác thịt. Đến khi ta lìa đời, linh hồn chúng ta sẽ đến với thế giới linh hồn. Tại đây có hai cõi chính, thiên đàng và địa ngục. Linh hồn của chúng ta sẽ được phán xét dựa trên những việc chúng ta đã làm ở trần thế. Nhà tiên tri đã nói rằng mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống sau khi chết. Cuộc sống đó sẽ là kết quả của những việc chúng ta đã làm ở trần thế. Thế giới linh hồn, đối với người lương thiện cùng cuộc đời tốt đẹp giúp đỡ mọi người chính là thiên đàng, nơi đẹp đẽ để tận hưởng, nghỉ ngơi, thoát khỏi lo âu, muộn phiền. Ngược lại, nếu chúng ta sống một cuộc đời xấu xa, làm những điều xấu, hại người, thì linh hồn của chúng ta sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Thế giới vô hình là thế giới công bằng. Những gì ta đã làm ở trần thế sẽ được ghi nhận và phán xét ở thế giới vô hình. Như vậy, cái chết không đáng sợ, chết là sự chuyển kiếp. Linh hồn con người, theo như Vanga, còn tồn tại mãi mãi ngay cả khi cơ thể ngừng thở và chúng sẽ tiếp tục cuộc hành trình mình ở thế giới vô hình. Đấy cũng là lý do vì sao Vanga gần như ngay lập tức có thể biết tất cả mọi thông tin về người vừa gặp bà. Theo lời nhà tiên tri, tất cả những điều đó được truyền tải cho bà, một phần từ giọng nói bí ẩn trong đầu bà, phần khác từ những người thân đã mất của vị khách đó. Vì vậy, khi còn có thể sống tại dương thế, hãy trân trọng từng giây phút, sống một cuộc đời thiện lành, biết yêu thương, san sẻ và cũng đừng sợ cái chết. Hãy cố gắng sống hết mình ở hiện tại và khi thần chết tới, hãy cứ mỉm cười mãn nguyện để tiếp tục một hành trình khác ở phía trước. Điều huyền bí 2. Hãy nghĩ về hiện tại, làm sao để trở nên tốt đẹp hơn. Dù cho Vanga có khả năng thấy được các kiếp người tái sinh, nhưng bà không thích kể cho người khác về kiếp trước của họ, ngay cả khi họ hỏi bà về nó. Thay vào đó, Vanga luôn nhấn mạnh rằng, hãy cứ sống tốt cho phần đời hiện tại. Như ở trên đã đề cập, với Vanga, con người chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn sẽ tiếp tục hành trình của nó và đạt được trạng thái cao hơn. Nói đơn giản về đường đi của linh hồn thì là thế này. Đầu tiên bạn chết là kẻ mù chữ, sau đó là người có học, kế đến là học vấn cao rồi sau nữa là nhà khoa học. Vậy linh hồn có chết không? Với câu hỏi này, Vanga đã nói rằng linh hồn không chết, chỉ có linh hồn của những kẻ xấu xa thì trở nên hung dữ và không được gọi lên thiên đường. Vì vậy, chết quả thực là sự chuyển kiếp của linh hồn sang thể xác mới, hoàn thiện và phát triển hơn. Nhưng không phải linh hồn nào cũng được chuyển kiếp, bởi, theo Vanga, những linh hồn sống ở thế giới bên kia thường ở độ tuổi 30, độ tuổi của Chúa Giê-xu, họ có thị giác, thính giác, vị giác. Một số linh hồn sẽ giúp đỡ người sống và những linh hồn tốt nhất sẽ trở lại trái đất. Như thế,
Với mỗi kiếp sống mới thì nhân thể lại càng thu thập được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trở nên hoàn hảo hơn. Ấy là quá trình tiến hóa của linh hồn. Như vậy, mọi hành động, suy nghĩ của ta đều ảnh hưởng tới người đã khuất và chính chúng ta khi nhắm mắt xuôi tay. Cuộc sống là một chuyến hành trình không dừng, và để thưởng ngoạn hết mọi đồng cảm và nét đẹp của nó, hãy mở rộng trái tim và tâm trí. Thế gian không ngừng thay đổi, và đôi khi, điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là cách chúng ta đối mặt với nó. Hãy sống trọn vẹn, không ngần ngại mỗi cơ hội mới, và không lo lắng về những điều không thể kiểm soát. Sự trân trọng và biết ơn với những gì đang có là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy làm chủ thời gian của mình, để mỗi khoảnh khắc đều trở thành một trải nghiệm đáng giá. Hãy sống trọn vẹn, và hãy để cuộc sống chào đón bạn mỗi ngày với những ý nghĩa và hạnh phúc đích thực. Tập trung vào hiện tại giúp chúng ta sống trọn vẹn. Khi chúng ta tập trung vào hiện tại, ta sẽ có thể tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta cũng sẽ có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và tiến bộ. Tập trung vào hiện tại giúp chúng ta tự tạo ra những thay đổi tích cực, để rồi từ đó ta không ngừng rèn luyện, trân trọng và sống một đời đáng sống. Điều huyền bí 3, ý chí mới là thứ định hình cuộc đời con người. Thế giới này không được tạo ra bởi Thượng Đế hay năng lực siêu nhiên nào. Nếu cho rằng nhân gian là do Thượng Đế tạo ra và định đoạt số phận của nó, thì có lẽ Ngài là người có lỗi khi làm nó trở nên đầy bất công như này. Theo Vanga, Thượng Đế chỉ là yếu tố vũ trụ siêu nhiên, là ý chí, tinh thần hiện hữu trong tâm trí con người. Nói cách khác, ấy chính là phần linh hồn của con người. Loài người được ban tặng năng lượng sáng tạo mạnh mẽ nhất chính là ý chí. Chính ý chí độc lập mới định hình lối sống, vận nghiệp và số phận của từng cá thể, chứ chẳng do tạo hóa nào cả. Ý chí là một loại năng lực tự do của con người. Con người có khả năng tự suy nghĩ, tự quyết định và tự hành động. Ý chí là sức mạnh tinh thần, giúp con người vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Ý chí có thể định hình lối sống của con người. Lối sống là cách thức con người vận hành cuộc sống của mình. Nó bao gồm những thói quen, hành vi, suy nghĩ và quan điểm của con người. Ý chí có thể giúp con người lựa chọn lối sống phù hợp với bản thân và với xã hội. Ví dụ, một người có ý chí mạnh mẽ sẽ có khả năng kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện bản thân. Người đó sẽ có lối sống lành mạnh, tích cực và thành đạt. Ý chí có thể định hình nghiệp của con người. Nghiệp là những hành động, suy nghĩ và lời nói của con người trong quá khứ. Nghiệp sẽ tác động đến cuộc sống của con người trong hiện tại và tương lai. Ý chí có thể giúp con người tạo ra những nghiệp tốt, từ đó tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Ví dụ, một người có ý chí mạnh mẽ sẽ có khả năng vượt qua những cám dỗ và làm những điều tốt đẹp. Người đó sẽ tạo ra những nghiệp tốt, từ đó có được một cuộc sống tốt đẹp. Ý chí vì thế có thể định hình số phận của con người. Số phận là những điều xảy ra trong cuộc đời của con người, bao gồm cả những điều may mắn và những điều bất hạnh. Ý chí có thể giúp con người đối mặt với những khó khăn, thử thách và vượt qua số phận. Ví dụ, một người có ý chí mạnh mẽ sẽ có khả năng vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được thành công. Người đó sẽ có thể thay đổi số phận của mình. Hãy thử xem một ví dụ như này. Stephen Hawking là một nhà vật lý thiên văn người Anh. Số phận cuộc đời đẩy ông vào một căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, khiến cơ thể ông dần dần bị tê liệt. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ, ông đã tiếp tục nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu khoa học quan trọng. Ông được coi là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Hay rõ ràng, tạo hóa không hề tạo ra một anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng Nelson Mandela đã làm được điều đó cho hàng ngàn người dân Nam Phi. Ông bị giam cầm trong 27 năm vì những hoạt động của mình. Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ, ông đã tiếp tục đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da màu ở Nam Phi. Ông trở thành tổng thống người da màu đầu tiên của Nam Phi và được coi là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Vanga hiểu tầm quan trọng của ý chí tự do trong cuộc sống của con người. Bà nói, Thượng Đế đã ban cho con người một vũ khí mạnh mẽ, ý chí mà không sức mạnh nào có thể phá vỡ, để con người tự mình quyết định sẽ phụng sự ai. Tôn thờ và lựa chọn theo phụng sự ai là một nguyên tắc quan trọng. Đơn giản, bạn có thể tùy ý lựa chọn tôn giáo của chính mình, hay xa hơn, chọn theo thiện hay ác trong cuộc đời. Điều huyền bí 4, luật nhân quả và nghiệp báo. Khi gặp khó khăn, trắc trở, người ta thường tới các nhà tiên tri, thầy bói, hỏi về nguyên nhân của sự thăng trầm số mệnh. Họ hỏi vì sao bản thân lại gặp nhiều tai ương đến thế.
hỏi sao bất hạnh thường trút xuống số mệnh những người tốt. Họ còn hỏi nhà tiên tri liệu có thể thay đổi số phận được hay không. Và Vanga đã trả lời những câu hỏi đó như sau. Mỗi người đến thế giới này cùng với số phận của mình, ai cũng sẽ nhận được cả điều tốt lẫn điều xấu. Hơn ai hết, Vanga thấu hiểu rõ những đau khổ của loài người, nhưng kỳ lạ là bà không thể và cũng không dám giải thích cho họ, vì luôn có một giọng nói nghiêm khắc nói với bà rằng cuộc sống này đã được an bài cho họ. Tất cả những gì bà dự đoán, dù tốt hay xấu, đều không được thay đổi. Bất kỳ tội ác nào con người gây ra sẽ hóa thành nỗi bất hạnh của họ trong cuộc đời. Vì thế, thiện hay ác rồi sẽ gặp báo ứng, dù ở kiếp này hay kiếp khác, đó là điều không thể tránh khỏi. Bà liên tục nhấn mạnh và nhắc nhở mọi người xung quanh phải đối xử tốt hơn với mọi người để sống được đời hạnh phúc và tránh khổ đau hơn. Điều này cũng lý giải về mối quan hệ nhân quả và nghiệp báo. Nghiệp là kết quả của những hành động trong quá khứ và kiếp trước, kể cả xấu hay tốt. Linh hồn khi được tái sinh chuyển kiếp không chỉ mang theo kiến thức, kinh nghiệm mà còn lưu giữ cả nguồn năng lượng tâm linh. Những hành động tốt, xấu được chuyển hóa thành hồ sơ linh hồn theo con người từ kiếp này sang kiếp khác. Theo như lời tác giả thì nó được đặt trong trường năng lượng, hào quang bao quanh cơ thể, tuy mỏng mảnh nhưng không thể phá hủy được của người đó. Như vậy, khi một sinh linh xuất hiện trên cõi đời này, đứa trẻ đó đã được định sẵn về nghiệp của mình. Nếu nghiệp trước tốt, nhiều phước lành, đứa trẻ đó sẽ có cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc, ngay cả khi kiếp trước có khổ đau. Ngược lại, nếu hồ sơ linh hồn toàn nghiệp chướng, gieo rắc đau khổ, bất hạnh cho những người vô tội, thì anh ta sẽ phải trải qua một kiếp đầy đau thương với một tương lai méo mó. Vì thế, số phận tương lai đặt ra bài học với con người, kiếp này bạn khổ thì hẳn là do trong quá khứ đã làm những chuyện sai trái, vậy nên kiếp này phải gắng sức tu dưỡng, làm việc thiện, sống nhiên mà tích đức. Nhiều người sẽ phản bác, họ cho rằng sự thật những chuyện đó khoa học chưa chứng minh được và rằng họ vẫn thấy ngoài kia kẻ ác vẫn được thành thơi, còn người hiền lành, suy cho cùng chỉ bị chà đạp và bắt nạt. Nhưng số phận ẩn sau tương lai con người thường được quyết định theo quy luật của nhân quả, những hành động xấu xa trong kiếp trước. Như sẵn sàng giết hại để chiếm đoạt tài sản người khác, thì khi bước vào kiếp mới, cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính họ. Sự trả nợ nghiệp này có thể không nhất thiết từ những nạn nhân của họ mà có thể tới từ người khác. Còn kẻ nào mưu mẹo, lừa dối đồng loại, thì trong tương lai, họ cũng sẽ bị lợi dụng, lừa dối tương tự. Những kẻ thiếu trung thực, quấn lấy mình trong vỏ bọc sự giả mạo, rồi cũng sẽ trở thành nạn nhân của những vụ trộm cắp và thủ đoạn lừa dối, những tổn thất khó có thể đền bù. Đó là quy luật tự nhiên của nhân quả, nghiệp báo không thể thay đổi. Điều huyền bí năm, bất hạnh là để tỉnh thức tâm hồn. Bất hạnh rơi vào con người để thức tỉnh tâm hồn, còn nếu chúng không đạt được mục đích và con người cứ tiếp tục sống thiếu hiểu biết, thì tai nạn hoặc thảm họa sẽ đến. Giống nhiều nhà tiên tri vĩ đại khác, Vanga cũng tiên đoán cho thế giới về nhiều thảm họa và sự hỗn loạn. Và rõ ràng, với quy luật nhân quả vận hành cuộc sống, thì tất cả con người trên thế gian đều tự quyết định số phận của mình và nhân loại thông qua hành động của mình. Nhiều người không tin Vanga, nhưng hãy cứ thử nhìn vào thảm họa, thiên tai, dịch bệnh như lời kêu cứu khẩn thiết của thiên nhiên trước sự tàn phá của con người. Quy luật của vũ trụ có thể tạo nên một cuộc sống hạnh phúc trên hành tinh, nhưng đáng tiếc rằng quy luật phát triển của xã hội lại dấy lên lòng tham vô đáy và mức truy đuổi về đạo đức con người. Sự cân bằng, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên vốn là điều cốt lõi để hành tinh tồn tại khỏe mạnh. Nhưng chính loài người đang dần tự tay phá hủy đi bằng vỏ bọc của công nghệ hiện đại, lối sống cao cấp. Loài người không ngừng bòn rút tài nguyên khoáng sản, xả thải ô nhiễm môi trường, ghen ghét, đố kỵ, hãm hại lẫn nhau để đạt danh vọng. Và loài người lại càng trở nên ích kỷ, phần lớn chỉ biết quan tâm tới lợi ích bản thân, còn chuyện bảo vệ thiên nhiên là chuyện xa vời. Vì thế, nhà tiên tri dự đoán sẽ có rất nhiều người chết vì thiên tai, dịch bệnh. Những người lương thiện có thể sẽ còn sống, còn những kẻ độc ác nghĩ mình thông minh thì sẽ chết. Vì vậy, trong quãng đời sống ngắn ngủi, hãy dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Đừng để những thách thức và thất bại che mờ niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Hãy học từ những sai lầm mà không để chúng trở thành gánh nặng không cần thiết. Mỗi buổi bình minh là một cơ hội mới, một tờ trắng của cuộc đời chúng ta để viết tiếp những trang tuyệt vời nhất. Hãy để tâm hồn bạn mở rộng, đón nhận những ngày mới với tâm trạng tích cực và lòng biết ơn. Dù là ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng mỗi sáng, hương thơm của cà phê hoặc tiếng cười của những người thân yêu, đều là những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà chúng ta đã lãng quên.
Điều huyền bí 6, làm sao để giành được hạnh phúc? Vanga đã trả lời trong những năm cuối đời của mình rằng lương tâm trong sạch, ý thức trong sáng và thiện lành là những điều kiện tiên quyết quan trọng để có được hạnh phúc chứ không phải là tiền tài và danh vọng. Do đó, Vanga đã khuyên rằng cần phải biết tha thứ, đừng bao giờ cảm thấy hận thù và tức giận ai, kể cả với những kẻ có lỗi, và nếu có thể thì hãy giúp đỡ những người khác. Bởi vì không thể phân biệt giữa hạnh phúc thực sự hay sự thỏa mãn lòng tham, nên con người cứ lao vào vòng tròn tiền tài, danh vọng. Họ thích những thứ hào nhoáng, bóng bẩy, những thú vui tầm thường, vượt quá giới hạn, khiến con tim lương thiện bị lấn át. Dần dần, con người lại phá vỡ nhịp điệu và trật tự của xã hội, đi ngược lại quy luật vũ trụ. Và khi mất kết nối với thiên nhiên, cuộc sống con người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi suy nghĩ thiển cận, thiếu hiểu biết, cho mình là quan trọng nhất của con người. Vanga khuyên mọi người, không cần nhất thiết phải tu tâm, rũ bỏ hết mọi thứ trên đời, nhưng chỉ ít, hãy trân trọng và biết ơn cuộc sống. Mỗi sớm mai thức dậy, hãy nhìn ngắm và kết nối với thiên nhiên, với chính mảnh đất ta đang sống nhiều hơn. Sự thiện lành xuất phát từ những thay đổi nhỏ nhất trong trái tim mỗi người, từ những việc làm giúp đỡ mọi người, từ những lời nói đẹp dễ nghe, từ một lòng trắc ẩn và nhân ái, từ những lần hạ cái tôi vì cái ta chung. Vũ trụ khi lắng nghe được những tín hiệu đó, sẽ an bài một kiếp sống an nhiên, hạnh phúc đến với chính bạn. Sự tồn tại của những cá nhân đặc biệt như Vanga đã tạo ra những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc trong tâm trí của những người bình thường, mở ra một loạt các câu hỏi đầy tò mò và khám phá. Tuy nhiên, Vanga không chỉ là người tiên tri, đưa ra những dự đoán về tương lai, mà còn là người vén mở những bài học mà vũ trụ gửi đến nhân loại hay những lời nhắc nhở, tỉnh thức trước nguy cơ diệt vong của trái đất, loài người. Nhưng suy cho cùng, những vấn đề to tát cũng khởi nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong chính hành vi con người. Tôi vẫn tin rằng, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, số phận hiện tại của ta là câu trả lời cho những gì ta đã làm từ trước. Nếu mỗi người đều cố gắng sống một cuộc đời an nhiên, chân thành, lương thiện, bảo vệ thiên nhiên, thì những thảm họa kia sẽ chẳng còn. Trong thực tế, có rất nhiều người sống một cuộc sống chỉ chú trọng đến những thứ vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần. Họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, mua sắm, hưởng thụ mà không quan tâm đến những người xung quanh. Họ cũng không quan tâm đến những việc tốt đẹp cho xã hội. Tất nhiên, điều đó không phạm pháp. Nhưng, như hiệu ứng cánh bướm, kết quả của một hành động nhỏ có thể dẫn đến một thảm họa ở tương lai. Như vậy, chúng ta biết được bí mật vũ trụ mà nhà tiên tri Vanga hé lộ không phải để sống với tâm thế sợ sệt, mà là học cách sống đúng đắn, yêu thương và trân quý mẹ thiên nhiên hơn. Cuốn sách khai mở con đường triết lý của các quy luật nhân quả, hồi sinh, dẫn lối ta tới sự thiện lành, bình an. Và tôi hy vọng mỗi chúng ta đều sống trọn vẹn như vậy. Được rồi, cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi video trên kênh Bài học từ sách. Bạn đọc quan tâm có thể đặt mua cuốn sách Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí theo link đã để ở phần mô tả dưới video này. Cảm ơn các bạn, xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.